Chào mừng quý vị đã đến với Rural Liêu Viên Cuộc Sống Liêu Viên Canada. Hôm nay là ngày 4 tháng 3 năm 2022. Thủy xin cập nhật tin tức để gửi đến quý vị. Ông Putin đang gần đến quá trình tiếp quản hoàn toàn. Ông ta đang từ từ cân nhắc tất cả các tình huống. Truyền thông đang thổi phồng về việc Putin bị sa lầy bên ngoài Kiev. Thực tế Putin đang chiếm Kherson, Odessa, Kharkiv, Mariupol và Zaporizhia. Và đặt các lực lượng Ukraine đằng sau một sự kiểm soát Kiev là địa điểm cuối cùng trong lịch trình của ông, chứ không phải là đầu tiên. Theo phát ngôn viên của nhân viên nhà máy hạt nhân thì quân đội Nga đã nã pháo vào tòa nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine hôm 3 tháng 3 năm 2022. Nếu bị nổ tung, nó sẽ lớn gấp 10 lần Chernobyl, người Nga phải ngay lập tức ngừng bắn cho phép lính cứu hỏa thiết lập khu vực an ninh. Hôm nay thì cháy tại khu vực nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu đã được dập tắt và quan chức cho biết nhà máy ở đông nam Ukraine đang hoạt động bình thường sau khi bị quân Nga đánh chiếm trong một cuộc giao tranh gây báo động toàn cầu. Các chuyên gia nguyên tử cho biết việc nhà máy Zaporizhia bị chiếm đóng đã làm dấy lên lo ngại về việc thiếu khả năng tiếp cận với phóng xạ và khả năng xảy ra tai nạn hạt nhân, mặc dù họ nhấn mạnh rằng dường như không có bất kỳ một rủi ro nào đã xảy ra trước mắt. Theo tin từ AP thì các quan chức cho biết mức độ phóng xạ cao đang được phát hiện gần địa điểm của nhà máy hạt nhân Zaporizhia. Cơ quan quản lý của Ukraine cho IAEA là International Atomic Energy Agency biết rằng không có thay đổi nào được báo cáo về mức độ phóng xạ tại địa điểm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Hiện Nga đang kiểm soát hơn 1/4 diện tích đất của Ukraine. Quốc hội Nga đã thông qua đạo luật áp dụng án tù lên đến 15 năm cho những ai cố tình phát tán thông tin giả về các lực lượng vũ trang của Moscow trong cuộc chiến. Cơ quan giám sát truyền thông của Nga đã hạn chế quyền truy cập vào các trang web của một số tin tức nước ngoài, bao gồm BBC và Deutsche Welle, và phát tán những gì họ cho là thông tin sai lạc. Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nhà tài phiệt Nga vì họ nhắm vào giới siêu giàu ở Nga và những người thân cận với Tổng thống Vladimir Putin. Khi quân đội Nga chậm rãi tiến vào thủ đô Kiev của Ukraine, một số người ở Moscow đã cố gắng chạy trốn đến các địa điểm ở nước ngoài mà các chuyến bay từ những phi trường của Nga chưa bị cấm, khiến giá cả của những chuyến bay này tăng vọt. Cũng theo tin từ AP, khi cuộc xâm lược Ukraine bước vào tuần thứ hai, cuộc pháo kích của Nga đã đốt cháy nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu. Điều đó đã dẫn đến báo động toàn cầu về một cuộc khủng hoảng. Nhà máy phát điện hạt nhân bị nổ thì thảm họa còn tồi tệ hơn vụ nạn Chernobyl năm 1986 hay là vụ tan chảy Fukushima năm 2011 ở Nhật Bản. Theo Asia News thì các động thái hạn chế thông tin sai lệch của Điện Kremlin sau cuộc xâm lược Ukraine đang tiếp tục chia cắt mạng Internet toàn cầu. Tại sao Internet lại quan trọng như vậy? Một mạng Internet toàn cầu nơi mọi người đều có thể truy cập các thông điệp và dịch vụ giống nhau đang tuột khỏi tầm tay khi các nền dân chủ suy thoái và các chính phủ hạn chế sử dụng. Tóm lại, các nhà điều hành phương tiện truyền thông xã hội đã cảnh báo về sự nguy hiểm của Internet. Bậc hai này trong nhiều năm vì nhiều quốc gia bao gồm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan, Belarus, Ethiopia và Thổ Nhĩ Kỳ hạn chế truy cập. Tại Trung Quốc, các ứng dụng của Mỹ như Facebook và Twitter đều bị ngăn chặn. Khi cắt đứt tin tức giữa các quốc gia, điều đó giúp các nhà độc tài chiến thắng. Nhưng những gì chúng ta đang thấy với Nga và Ukraine là ý tưởng hình thành xung quanh sức mạnh mà Internet mang lại cho từng cá nhân. Kính thưa quý vị, bản tường trình của Thủy hôm nay đến đây xin kết thúc. Xin hẹn với quý vị lần sau. Bye bye.